Xin chào quý vị và các bạn. Như quý vị và các bạn đã thấy là hiện tại cái bãi xe cũ của Toyota Tân Cảng còn rất là ít xe, và hiện tại thì Toyota Tân Cảng đang có nhu cầu thu những cái dòng Fortuner cũ với cái số lượng rất là lớn. Và bên Khiêm thì luôn cam kết đó là cái giá mà bên Khiêm thu những cái mẫu xe Fortuner quý vị đó là cái giá tốt nhất trên thị trường. Thủ tục thì rất là nhanh gọn, quý vị có thể nhận tiền liền khi mà bên Khiêm đã thẩm định xong hết rồi. Và quý vị tới đây thì quý vị sẽ nhận tiền liền ha. Quý vị có thể nhận bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Đặc biệt nào mà quý vị nào mà xe mà đang vay ngân hàng á thì bên Khiêm sẽ hỗ trợ quý vị tất toán với ngân hàng để lấy xe ra và mình tiến hành mua bán. Và cái quy trình thủ tục mà quý vị mua bán xe ngân hàng này á thì thường trong ngày là quý vị có thể nhận tiền rồi, vừa trả nợ ngân hàng, vừa lấy cà vẹt ra, vừa tiến hành mua bán, thì chỉ trong một ngày là quý vị có thể nhận tiền mặt rồi. Đặc biệt quý vị nào mà có nhu cầu mà bán xe cũ đổi qua những cái mẫu xe đời cao hơn á thì bên Khiêm còn có chính sách hỗ trợ tốt hơn xíu nữa. Thì quý vị đang có nhu cầu bán những dòng Fortuner của bên của mình á thì quý vị hãy liên hệ với Khiêm để Khiêm có thể tư vấn hỗ trợ và mua xe quý vị với cái giá tốt nhất nha quý vị. Toyota Tân Cảng cam kết rồi, giá sẽ là tốt nhất nha quý vị.